Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong mỗi thánh lễ, khi các cha hay các thầy phó tế đọc phúc âm thì bắt đầu bằng một câu là tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew hay là Marco hay là Luca hay là Gioan. Rồi khi đọc xong đó thì các cha hay là các thầy phó tế lại sướng lên: đó là lời Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là đây thực sự là lời của Chúa. Nhưng mà lời đó để cho chúng ta hiểu được thì Chúa lại nói bằng ngôn ngữ của con người. Lời đó lại được diễn đạt bằng ngôn ngữ của con người, qua những tác giả là những con người cụ thể có tên gọi là Matthew, là Marco, Luca hay là Gioan. Và khi tác giả nhân loại, những con người cụ thể đó biên soạn các sách tin mừng thì mỗi người có thể biên soạn theo một cấu trúc khác nhau, bởi vì hướng tới độc giả khác nhau và vận dụng những từ ngữ khác nhau. Thế năm nay anh chị em đi lễ Chúa Nhật là chúng ta được nghe đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Và Thánh Matthew thì khác với các vị thánh sử khác. Ngài tập trung giáo huấn của Chúa Giêsu thành năm bài giảng lớn: bài giảng trên núi này, bài giảng về truyền giáo này, bài giảng về nước trời bằng các dụ ngôn, bài giảng về đời sống cộng đoàn, bài giảng về cánh chung. Và đoạn tin mừng mà anh chị em nghe hôm nay là nằm ở trong bài giảng về đời sống cộng đoàn. Tôi nói như thế để anh chị em có một cái nhìn tổng thể, thấy được bài tin mừng mình nghe nó ở đâu. Thế thì tại sao Chúa Giêsu lại nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn? Thì anh chị em hình dung coi, có phải chỉ có một người tin vào Chúa Giêsu không? Thưa không, đông lắm. Đây này, chúng ta thì cả mấy trăm người. Cả thế giới này bây giờ 1 tỷ, mấy trăm triệu người Công giáo. Rất nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Và khi tin vào Chúa Giêsu như vậy thì họ quy tụ lại để cùng nhau nghe lời Chúa, cùng nhau cử hành thánh lễ giống như anh chị em đang làm ở đây này, và đồng thời chia sẻ đời sống với nhau, một cộng đoàn. Và trong bất cứ một cộng đoàn nào, dù là trong đạo hay ngoài đời, bá nhân bá tánh, thành thử ra có thể xảy ra những sự va chạm, xung đột giữa người này với người khác. Tôi còn nhớ khi là sinh viên, tôi dự một cái lớp học
về giải quyết xung đột. Ông giáo sư ông ấy đặt câu hỏi là: thế những người lãnh đạo một công ty, một xí nghiệp hay một cộng đoàn lớn nhỏ nào đó, thì năng lực và thời giờ mà người lãnh đạo phải bỏ ra để giải quyết xung đột là bao nhiêu? Các sinh viên trả lời, người thì bảo là 10%, người thì bảo 15%. Ông giáo sư ông ấy trả lời 50%. Nên chị em thấy không? 50% thời giờ và năng lực của một người lãnh đạo phải bỏ ra để giải quyết xung đột ở trong cộng đoàn, nhiều lắm. Cho nên đây là một vấn đề rất cụ thể mà dù trong đạo hay ngoài đời chúng ta đều phải đối diện. Vậy thì giả như trong cộng đoàn của mình có sự xung đột đó, sự va chạm đó, thì mình phải giải quyết thế nào? Trước hết là lời Chúa nói đến tinh thần trách nhiệm. Anh chị em có nhớ câu chuyện trong Kinh Thánh về Cain giết Abel không? Cain giết em mình là Abel. Và sau khi giết rồi thì Chúa hỏi Cain: Cain, Abel em ngươi đâu? Cain trả lời: con không biết, con đâu có phải là người giữ em con ngon lành không? Giết em xong rồi con không biết, con không phải là người giữ em con. Chúa nói làm sao? Từ dưới đất máu của em ngươi thấu đến tai tạng. Cho nên đâu có phải là bảo là con không biết. Chúng ta có trách nhiệm với nhau, và chính Chúa sẽ truy cứu trách nhiệm đó. Từ dưới đất máu của em ngươi thấu đến trời. Ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Chúa cũng nói qua miệng tiên tri Ezekiel như thế: nếu ta phán với kẻ gian ác rằng hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Đã hết chưa thưa anh chị em? Chưa hết đâu. Nhưng mà Chúa nói thêm: nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu của nó. Cho nên chúng ta có trách nhiệm với nhau trong cộng đoàn. Cha mẹ có trách nhiệm với con cái. Anh chị em trong cùng một gia đình có trách nhiệm với nhau. Sống trong một họ đạo có trách nhiệm với nhau. Và vì trách nhiệm đó cho nên phải sửa lỗi cho nhau. Nếu có điều gì xấu, điều gì là tội lỗi, phải sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi bằng cách nào thì Chúa Giêsu đề nghị một tiến trình 3 bước. Bước thứ nhất là giữa hai người với nhau thôi. Con đi sửa lỗi nó, một mình con với nó mà thôi. Và cái bước thứ hai, mời thêm 1 hay 2 người nữa để có 2 hoặc 3 chứng nhân. Và bước thứ ba là trình với hội thánh. Tôi không nghĩ là Chúa Giêsu đưa ra một phương pháp hay là một kỹ năng để rồi chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc. Nhưng mà tôi nghĩ là mình phải khám phá ra cái động lực nào nó ở phía đằng sau để thúc đẩy chúng ta sống như Chúa Giêsu dạy, giải quyết xung đột, sửa lỗi cho nhau. Cái động lực đó chính là tình yêu thương mà Thánh Phaolô tông đồ nói ở trong bài đọc thứ hai: các điều răn như là không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong điều này, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương là chu toàn lề luật. Cái động lực là ở đó.
để thực sự sửa lỗi huynh đệ, một cái tên gọi rất là đẹp ở trong hội thánh công giáo của chúng ta, sửa lỗi huynh đệ. Để thực sự là sửa lỗi huynh đệ thì cái quan trọng nhất là phải có tình yêu thương thật, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Anh chị em nghĩ thử coi, giả như bây giờ chúng ta biết có một người anh em phạm tội nặng, không tốt, thay vì mình đến gặp gỡ người đó để trò chuyện khuyên lơn, đi mình nói với người khác, thế thì có phải sửa lỗi huynh đệ không? Giả như bây giờ chúng ta biết có một người chị em phạm một tội lớn, thế mà mình lại lên mạng xã hội để loan báo cho nhiều người biết, rồi thì mạt sát, rồi phê bình người ta, thế thì có phải là sửa lỗi huynh đệ không? Đâu có phải. Nó phải phát xuất từ lòng yêu thương thực sự kìa. Chắc anh chị em còn nhớ đầu năm nay báo chí đăng tin là công ty Microsoft thực hiện một nghiên cứu về chỉ số văn minh trên mạng Internet, và nó cho kết quả là Việt Nam mình được xếp vào hàng 5 nước kém văn minh nhất trên mạng Internet. Tại sao vậy? Là bởi vì người Việt Nam mình lên mạng xã hội, mình dùng toàn những ngôn từ bạo lực, những ngôn ngữ thô tục, những ngôn từ quấy rối, chửi bới, kém văn minh. Đã có nhiều người viết về vấn đề này. Riêng tôi thì tôi nghĩ là cái kết quả đó nó đáng buồn, và nó cho thấy là trong xã hội Việt Nam của mình còn nhiều mâu thuẫn, còn nhiều xung đột lắm. Và người ta có khuynh hướng giải quyết những xung đột đó bằng cách là triệt tiêu đối thủ, chứ không phải bằng cách là gặp gỡ, đối thoại để cùng nhau tìm ra sự thật. Và nhất là thiếu tinh thần trách nhiệm. Lên mạng chỉ có nickname thôi chứ không có tên thật, cho nên là nói thoải mái, không cần biết là nó gây hậu quả bất lợi cho ai, đau khổ cho ai. Chúa Giêsu có dạy chúng ta hành xử như vậy không? Cách đây ít lâu, tôi nghe có một giáo xứ không được bình an lắm, rồi anh chị em trong giáo xứ lên cả mạng xã hội phê phán nhau. Tôi có dịp về ban phép thêm sức ở đó, tôi có nói với bà con giáo dân thế này: giả như trong gia đình của anh chị em có sự bất hòa, vợ chồng, cha mẹ, con cái, thì anh chị em sẽ giải quyết làm sao? Anh chị em sẽ giải quyết theo kiểu trợ búa, hay là sẽ giải quyết trong tình gia đình? Chúng ta ở trong một họ đạo, một giáo xứ, cũng là một gia đình, gia đình thiêng liêng, gia đình của Chúa. Bây giờ có chuyện bất hòa, anh chị em giải quyết thì sao? Giải quyết theo kiểu trợ búa, hay là giải quyết trong tình gia đình? Tôi đặt câu hỏi vậy thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa là bà con giáo dân đều hiểu, và sau đó mọi sự bình an trở lại. Chúa dạy chúng ta cư xử với nhau như thế, thưa anh chị em, cư xử bằng tình yêu thương, trong đó có sự tôn trọng phẩm giá và danh dự của người khác, có sự tế nhị trong cách ứng xử. Nếu chúng ta biết cư xử với nhau như thế thì không những sự bình an sẽ đến cho gia đình mình, cho giáo xứ của mình, mà việc cư xử như vậy còn trở nên một lời chứng cho Chúa chúng ta là Thiên Chúa tình yêu, và cho đạo công giáo của chúng ta là đạo yêu thương. Amen.